Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tuyến đường sắt Lào Cai Hải Phòng kết nối với Trung Quốc cần 7,2 tỷ đô la Mỹ. Ngày 17 tháng 10, VOA tiếng Việt loan tin, Việt Nam ước tính cần chi 7,2 tỷ đô la Mỹ để xây tuyến đường sắt mới nối với Trung Quốc. VOA dẫn nguồn từ truyền thông nhà nước cho hay, Việt Nam ước tính chi phí xây dựng tuyến đường sắt mới nối với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc là 179.000 tỷ đồng, tương đương 7,2 tỷ đô la Mỹ tuyến đường sắt dài 427 km sẽ chạy từ tỉnh biên giới Lào Cai qua thủ đô Hà Nội và thành phố Cảng Hải Phòng đến thành phố Hạ Long. VOA cho biết Việt Nam đang tìm cách nâng cấp hệ thống đường sắt cổ kỹ của mình, bao gồm các kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc, chạy dọc theo chiều dài đất nước và các tuyến nối với Trung Quốc đối với các thương mại lớn nhất của Việt Nam. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA dẫn bản tin của thông tấn xã Việt Nam theo đó, Tổng cục Đường sắt Việt Nam đã trình kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hạ Long lên Bộ Giao thông Vận tải để Bộ xem xét và phê duyệt. Dự kiến tuyến đường sắt này sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2030. Bản tin cho hay và nói thêm rằng nhu cầu vận chuyển dọc theo tuyến đường sắt này ước tính đạt 8,3 triệu lượt hành khách và 17,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2050. Theo VOA, Việt Nam đã tiếp cận Trung Quốc để có được công nghệ và nguồn tài chính cho kế hoạch phát triển đường sắt nối liền hai nước, vốn đã được kết nối bằng hệ thống đường cao tốc và hai tuyến đường sắt cũ kỹ và cần nâng cấp ở bên phía Việt Nam. Hai nước đã nhiều lần bày tỏ quan tâm đến việc thúc đẩy các tuyến đường sắt và các chuyến thăm lẫn nhau gần đây của giới lãnh đạo hai nước, thường bao gồm việc ký kết các thỏa thuận về hợp tác đường sắt. Trước đó, ngày 7 tháng 10, BBC tiếng Việt bình luận đường sắt Việt Nam nói với Trung Quốc lợi hại thế nào và liệu có khả thi hay không. BBC cho rằng các tuyến đường sắt liền mạch được coi là rất quan trọng cho chuỗi cung ứng khi ngày càng nhiều nhà sản xuất Trung Quốc chuyển hướng một số hoạt động xuất khẩu sang Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. BBC cho biết tuyến đường sắt cổ kỹ Hà Nội-Lào Cai có khổ 1.000mm được xây dựng từ thời Pháp thuộc khi cách nối vào đường sắt cỡ 1.435mm của Trung Quốc thì phải đổi tặng. Và đây là hình ông Tô Lâm và ông Tập Cận Bình chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác Việt Trung tại Bắc Kinh, trong đó có đường sắt. BBC dẫn ý kiến của một chuyên gia đường sắt từ Việt Nam nói rằng, việc kết nối đường sắt giữa hai quốc gia chỉ là vấn đề thời gian, bởi việc này xuất phát từ nhu cầu lợi ích của hai phía. Việc đường sắt hai nước khác nhau về khổ đường đã hạn chế rất lớn năng lực vận tải bằng đường sắt qua cửa khẩu Lào Cai, phía Trung Quốc đã rất nhiều lần đề nghị phía Việt Nam đầu tư tuyến mới này. Vị chuyên gia đánh giá, điểm dễ thấy nhất là Việt Nam có cơ hội lớn để tận dụng nguồn vốn từ phía Trung Quốc. Nhưng đánh giá và quản trị các rủi ro khả dĩ khi vay nguồn vốn từ Trung Quốc để phát triển cơ sở hạ tầng đang là thử thách lớn cho Việt Nam. Ông cho rằng Việt Nam mong muốn Trung Quốc trao đổi và chuyển giao công nghệ đường sắt, nhưng đây chắc chắn chưa bao giờ là vấn đề dễ dàng. BBC dẫn ý kiến của tiến sĩ, kỹ sư Đặng Đình Cung từ Pháp cho rằng Việt Nam có lợi vì mạng đường sắt được kết nối với mạng của Trung Quốc và khuất trương kết nối với mạng của tất cả các nước từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương. Đó là một bước nhảy vọt ngoạn mục về hậu cần. Bên cạnh đó, BBC cũng dẫn đánh giá của Phó Giáo sư Dagan từ Đại học Giao thông Tây An, Liverpool, Trung Quốc cho rằng chúng ta phải chờ xem điều khoản thỏa thuận này, dự án sẽ chính xác có hình dạng ra sao cấu trúc thế nào và sau đó là hiệu quả kinh tế. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tuyến đường sắt Lào Cai, Hải Phòng kết nối với Trung Quốc cần 7,2 tỷ đô la Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chủ tịch Hà Nội không sát thực tế Ngày 16 tháng 10, VOA Tiếng Việt cho hay, người dân phản biện Chủ tịch Hà Nội có người an sinh, vô gia cư, môi trường rất ô nhiễm. Theo đó, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Sĩ Thành đã nói trong những ngày gần đây rằng thủ đô Việt Nam không có người an sinh và người vô gia cư. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết, phát biểu của ông Thanh dẫn đến việc hơn 1.000 người dân đưa ý kiến trên mạng xã hội phản bác lời của ông hoặc thể hiện sự bất bình, mỉa mai. Trong các nhóm diễn đàn trên mạng gồm Hà Nội News, Sài Gòn TV, Việt Nam Trong Tôi, Chân Trời Mới Media, Autofun và trang cá nhân của một số Facebooker có đông người theo dõi như Đào Tuấn, nhiều người thẳng thắn cho rằng Chủ tịch Trần Sĩ Thanh nói sai hoặc không gần dân, không nắm thực tế, đồng thời nêu bằng chứng là ngày nào họ ra đường cũng gặp người ăn xin hoặc người vô gia cư. VOA dẫn một phóng sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội phát ngày 14 tháng 10, cùng ngày Chủ tịch Thanh đưa ra tuyên bố trên. Phóng sự dài gần 15 phút của HTV có đoạn nói rằng người an sinh ngồi vật vờ trên các ngã đường không chỉ gây đau lòng mà còn là một vấn nạn xã hội nhức nhói. VOA dẫn xác nhận của một nhà hoạt động xã hội nói rằng vẫn có người an sinh vô gia cư ở Hà Nội, đặc biệt tại các ngôi chùa và họ bị xem là những người hành nghề an sinh, hàm ý rằng đó là việc để kiếm tiền chứ không nhất thiết vì hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ. Và đây là hình một người ăn xin ở Hà Nội. Nhà hoạt động cho rằng Chủ tịch Trần Sĩ Thanh phủ nhận nạn ăn xin vô gia cư vì muốn thể hiện rằng Hà Nội có hình ảnh đẹp và kinh tế phát triển, không còn người nghèo. Ngoài ra, cũng có thể ông Thanh muốn nêu bật nỗ lực của thành phố trong việc đưa người an sinh vào trung tâm công tác xã hội và quỹ bảo trợ trẻ em thuộc chính quyền Hà Nội. VOA nhắc lại, hồi tháng 7, một bản tin của báo lao động thủ đô viết rằng trong 6 tháng đầu năm 2024, trung tâm trên đã tập trung tiếp nhận 225 người lang thang mà 90% có hành vi xin ăn, xin tiền. Việc thu gom người lang thang, xin tiền là một trong những biện pháp giữ gìn hình ảnh thủ đô văn minh hiện đại trong mắt người dân và bạn bè quốc tế, tờ báo nêu rõ. VOA dẫn lời một người đàn ông ở Hà Nội nói rằng Tôi sống ở Hà Nội 50 năm nay, trong lòng khu phố cũ, cách đây vài hôm vẫn thấy có người ăn xin ở trên đường. Tất nhiên so với cách đây vài năm có bớt đi do chính quyền thu gom. Và đây là hình rác trên đường phố Hà Nội. Ông cho biết thỉnh thoảng có xe của chính quyền đi gom những người ăn xin vô gia cư về trung tâm bảo trợ xã hội theo từng đợt, chẳng hạn vào các dịp lễ lớn, hội nghị quan trọng hay có đoàn nguyên thủ nước ngoài đến Hà Nội. Người này lý giải lời của Chủ tịch Thanh như sau nếu các ông ấy đi thăm các đơn vị cơ sở thì dưới cơ sở được báo trước, hôm nay có đồng chí lãnh đạo đến thăm thì dọn dẹp hết tất cả các thứ rồi. Có bao giờ đi đột xuất hoặc đi bất chợt đâu thì làm sao ông ấy thấy được? Bao nhiêu năm nay nó như thế rồi. Ông cho rằng vấn đề máu chốt nhất của Hà Nội hiện nay có lẽ là giao thông đô thị và ô nhiễm môi trường. Theo VOA, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thừa nhận ô nhiễm môi trường là vấn đề hết sức bức xúc vào ngày 14 tháng 10 khi bà gặp gỡ cử tri ngày 14 tháng 10. Nam cư dân Hà Nội nói thêm, chưa thể hài lòng với cái của Hà Nội xứng đáng là thủ đô của một nước gần 100 triệu dân. Nhà hoạt động nói trên thì cho rằng chất lượng cuộc sống còn phải xét đến việc người dân có phải lo lắng về an toàn giao thông, chăm sóc y tế, ô nhiễm môi trường hay không. Đó là những vấn đề mà Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung còn lâu mới giải quyết được. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chủ tịch Hà Nội không sát thực tế. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.